Chiều qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an huyện Trảng Bom và lực lượng chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1A khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom vào khoảng 11 giờ trưa qua. Thời điểm này, xe máy biển số 60B8-73828 do một người phụ nữ khoảng 60 tuổi ngụ huyện Trảng Bom điều khiển chở theo một cháu nhỏ khoảng 3 tuổi lưu thông trên quốc lộ 1 hướng thành phố Biên Hòa đi huyện Trảng Bom. Khi đến khu vực thuộc xã Hồ Nai Ba thì xảy ra va chạm với xe tải ben biển số 60C-52726 lưu thông cùng chiều, chưa rõ tài xế điều khiển. Hậu quả khiến người phụ nữ lái xe máy tử vong tại chỗ, cháu bé văng vào bên trong lề đường nên may mắn thoát nạn. Chiều qua, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình về lo hậu sự.